Hôm nay chúng tôi hân hạnh trình bày một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Truyện cổ Phật giáo, công đức cứu một mạng sống trên giữa thầy và trò, giảng bằng tiếng Anh vào ngày 3 tháng 8 năm 2015 tại Pháp. Không ai khác, chỉ có quý vị thôi hả? Ta chỉ muốn được em thương. Chỉ mình em thôi. Kêu thêm người vô, 10 người nữa có thể ngồi đây, nhanh lên. Mấy người già tới đây. Tới đây, lên đây. Tối qua tôi kể là cho quý vị thức ăn thuần chay mà chó của tôi ưa thích. Đó không phải thức ăn của chó, đó là thức ăn vặt thuần chay của người. Có điều tôi cho chó ăn thức ăn thuần chay của người. Nhiều khi chúng thích thức ăn thuần chay cho chó, thức ăn làm sẵn. Nhiều khi chúng thích thức ăn của người, như là mì Ý thuần chay, pizza, vài thứ đơn giản như vậy đó. Rồi mì thuần chay, chúng tôi phải cho chúng ăn. Tới đây bố già, đây, ngay đây có chỗ. Bây giờ tốt chưa? Quý vị cũng có thể ngồi ở đó, thêm vài người. Chúng ta tận dụng hết mọi chỗ. Sao không ai ngồi trên lầu? Thêm một số lên ngồi trên lầu thì họ cũng có thể thấy tôi. Bố ngồi đây. Xong chưa? Ở đó tốt ha? Thoải mái chứ? Hãy ráng thoải mái. Tôi sẽ ngắn gọn thôi. Quý vị muốn tôi nói ngắn gọn hay tràn gian đại hải? Dạ dài. Hôm nay có hai chuyện mà mình có thể nghe. Một là chuyện dài và chuyện kia ngắn hơn chút. Chuyện dài là về Phạm Thiên, giáo chủ đẳng cấp thứ ba, xuống trần để năn nỉ Phật tiếp tục giáo huấn con người. Chuyện đó dài, nói rất nhiều về hy sinh trong những tiền kiếp của Đức Phật. Chuyện thứ hai ngắn hơn, cũng là tiền kiếp của Phật với người anh họ của Phật, kẻ thù truyền kiếp Đề Bà Đạt Đa. Người này luôn luôn tìm cách hãm hại Phật, kiếp nào cũng vậy. Bất cứ kiếp nào mà Đức Phật xuất hiện và làm việc thiện thì Đề Bà Đạt Đa luôn luôn tìm cách gây rắc rối sau lưng Phật, thậm chí còn muốn giết Phật và ám sát Phật nhưng không thành công. Vậy quý vị thích nghe chuyện nào? Dạ tất cả. Tất cả. Trả lời hay. Đây, má lên đây. Đây, má lên đây, lên đây. Tới đây, ngay đây. Có chỗ cho má đây. Đây nè, đừng ngồi trên đường. Tới đây nè. Đẹp quá, phải ngồi ngay đây. Ngay sát cạnh tôi để chúng ta đọa dáng xem ai là người đẹp của ngài. Ngồi đó không sao hết. Chúng ta ai cũng già hết rồi, cứ ngồi đi. Bây giờ nam nữ không quan trọng. Tôi nghĩ khi tôi ở đây thì quý vị không cần biết ai nam ai nữ. Nhưng khi tôi ở đây, tôi nghĩ cho dù Thượng Đế có xuống đây, quý vị cũng chẳng màng. Phải vậy không? Dạ đúng. Tôi biết hết mà. Cái gì sư phụ cũng biết. Quý vị nói đúng đấy. Cái gì sư phụ cũng biết. Bây giờ an ổn chưa? Thông dịch mọi thứ ổn chưa? Nếu chưa thì cứ ráng thôi, trời ơi, biết làm gì đây. Nhưng chúng ta có vài tin vui. Chúng ta tìm được một vài nơi, thậm chí gần đây và có thể dùng ngay tức thì. Này, tới đây. Michelle, cô đó. Đưa tôi bản tường trình mà cô đã thu thập. Cái nào cũng được. Có một số hòn đảo. Không, không phải đâu.
Cái nào? Nhưng trên núi tôi ở lúc trước, nơi mà tôi nói là không có điện, không có nước đó, và khó bắt sóng điện thoại. Tôi phải đi tới chỗ nào đó và đợi tới khi nếu may mắn thì mới có gì đó tới, nhiều khi không tới. Nhiều khi gửi đi mới nửa tin nhắn thì nó báo không có dịch vụ. Cứ đột ngột như vậy đó. Cho nên nhiều khi nếu tôi gửi một vài tin nhắn cho quý vị và có vài chỗ từ ngữ câu cú sai thì kệ nó nha. Quý vị hiểu là được rồi. Thêm một chữ S, thiếu một chữ Y cũng không quan trọng gì, miễn quý vị hiểu là được rồi. Bởi vì điện thoại của tôi nhỏ lắm, mấy chữ nhỏ như thế, nhấn hoài không xong, rồi nhấn nhầm nên phải sửa nữa. Rồi nếu tôi quên và bấm lộn nút thì tất cả biến mất. Trời ơi, mất hết rồi. Tôi lại tự trách mình rồi nói thôi, không thèm làm nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, ồ, tội nghiệp họ quá, họ cần nghe gì đó từ mình để biết rằng ít ra mình vẫn còn sống và còn học hỏi được điều gì đó. Cho dù mình không gặp họ, thỉnh thoảng cũng có thể liên lạc mà. Tôi nghĩ quý vị vui khi nghe tin tôi. Dạ, cho nên tôi lại ngồi nữa và hết lòng kiên nhẫn, thu gom hết kiên nhẫn từ kiếp trước, kiếp sau lại. Cầm cụi bấm, bấm, bấm tiếp. Cái điện thoại nhỏ xíu nên bấm chữ vô cùng khó khăn. Bởi vì mỗi điện thoại mỗi khác, thậm chí cùng một hãng. Tin vui mình để dành lát nữa nói nha. Rồi sẽ tới chuyện. Thế này cũng tốt để thư giãn chút đỉnh. Quý vị cũng muốn biết đôi chút về đời tôi phải không? Dạ. Bằng không, quý vị cho rằng lúc nào sư phụ cũng ăn diện đẹp đẽ, giày cao gót, môi son. Không phải vậy đâu. Đó chỉ là một phần của vở kịch. Kịch thật của tôi không có ở đây. Không phải. Kịch thật là, dĩ nhiên cũng là thật, nhưng không phải là thật. Tôi chỉ mà mè với quý vị, đặng quý vị nhìn cho dễ chịu, vui tai, vui mắt, rồi quý vị lưu ý hơn tới những gì ta nói, thế thôi. Dễ chịu hơn cho quý vị. Và thiên đàng cũng khiến tôi phải làm vậy, nên tôi làm tương tự như tóc vàng, bất cứ gì. Những gì phải làm thì tôi làm. Còn không, lúc nãy nói gì? Mỗi điện thoại mỗi khác, thấy không? Nhiều khi chỗ này mình xóa, còn chỗ này mình gửi, nhưng điện thoại khác cùng một hãng, thì đây là xóa, còn cái này là gửi. Khi tôi quen tay bấm nút thì ôi trời ơi, ba trang tin nhắn biến mất, không tìm thấy đâu hết. Rồi tôi ráng nhớ lại mình viết những gì, rồi ráng bấm lần nữa. Tất cả con số nhỏ xíu này nói quý vị hay, vì quý vị cái gì tôi cũng phải làm. Nhưng điều này thật sự không đáng gì. Một số người thường trú, thường trú lâu năm, họ mua cho tôi mấy cái điện thoại, mấy điện thoại thông minh hạng nhất đó, iPhone, E-phone, B-phone, A-phone, đủ loại điện thoại. Loại này quá tốt, mới thở có một cái mà mọi thứ thay đổi. Tôi muốn nhắn tin, rồi mới có hắt xì là mọi thứ biến mất. Chỉ là quá tốt, quá xịn. Rồi tôi chỉ ngứa và mới giơ tay lên, thế là mọi thứ xóa hết. Ôi trời, trời ơi, tôi không dùng nó được. Hoặc là chó của tôi tới sủa gâu, thế là biến mất. Họ muốn hỏi tôi đang làm gì, cái gì. Thế là biến mất. Như vậy đó. Nên tôi bám lấy loại hệ thống bằng tay này. Thật sự, tôi chỉ cần gọi hoặc nhắn tin, bấy nhiêu thôi. Thật ra, nhiều khi tôi ước gì mình biết nhiều hơn như điện thư, dễ dàng, thì không phải dùng điện thoại.
để tôi viết dài hơn và dễ dàng hơn. Bởi vì với điện thoại này, nhớ không, tôi nhắn tin tới 4 lần. Và nói SMS số 1 và xem tiếp số 2. Tôi lo quý vị chỉ đọc số 1 thôi, rồi xóa phần còn lại. Quý vị không biết, thấy không? Nên tôi phải nói số 1, số 2, số 3, số 4. Và sau đó tôi phải xác nhận với họ là không biết quý vị nhận được 4 SMS hay chưa. Rồi họ phải báo cáo cho tôi biết thông điệp đầu tiên bắt đầu bằng chữ nào và kết thúc bằng chữ nào để tôi biết họ có nhận được toàn bộ hay không. Không mấy dễ dàng. Ước gì tôi biết nhiều hơn. Trước đây tôi có học chút đỉnh về máy vi tính. Nhưng nếu không dùng hàng ngày, thì tôi quên cách làm. Một năm sau, khi ngồi lại trước máy vi tính, tôi nói mình đã làm gì? Cái đó là gì? Lúc nào? Rồi con chuột cứ chạy lung tung khắp nơi, thậm chí tôi không thấy con chuột đâu nữa hết. Mới gõ một cái rồi nó biến mất. Tôi nói không biết bài đi đâu mất. Quá nhanh. Bây giờ biết rồi ha. Lệ thuộc không tốt. Nhưng tôi không thể độc lập bởi vì có quá nhiều việc phải làm và bản chất công việc không giống nhau. Tôi không thể luôn luôn ngồi trước máy vi tính để thực hành cái này, hiểu ý tôi không? Tuy nhiên mọi thứ đã làm đủ tốt rồi. Tôi nói nhiều lắm rồi. Nếu quý vị thực hành tất cả thì tôi không cần phải nói cho tới hàng trăm năm nữa. Bây giờ chúng ta ở chỗ này, quý vị ráng chịu đựng. Có thể đi vệ sinh bất cứ lúc nào mình muốn, ngay cả trong lúc thiền. Đây không phải là bế quan, nghiêm khắc, phải không? Chúng ta chỉ cần uyển chuyển với hoàn cảnh thì tốt rồi. Tôi thật tình xin lỗi là thiếu nhiều tiện nghi. Nhưng quý vị tới lẹ quá. Lại không được mời nữa. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người. Tôi nghĩ có lẽ chỉ vài trăm người châu Âu thôi. Bởi vì nghĩ coi tất cả chúng ta phải đi làm. Sao mà tất cả quý vị chạy nhanh quá vậy? Không làm việc hay gì hết hả? Như vậy đó. Rồi còn từ khắp thế giới nữa. Quý vị nhận được tin là mọi người trên khắp thế giới có thể tới hả? Có điện thư như thế không? Có hay không? Không. Dạ có. Có hả? Dạ có. Nói mọi người được tới hay chỉ nói người châu Âu thôi? Dạ bất cứ ai. Chúng con tới từ Hoa Kỳ. Tôi biết, tôi biết. Điện thư chỉ nói châu Âu hả? Dạ không. Không à. Ồ, thế thì có điện thư khác rồi. Bởi vì điện thư mà tôi đồng ý thì chỉ cho người châu Âu thôi. Ồ, bởi vì tôi không chắc là tôi có thể ở lại đây sau cuối tuần này. Vậy tại sao tôi lại mời quý vị khi tôi không ở đây, hiểu không? Tôi không chắc. Ôi trời ơi, vậy thì có một điện thư khác rồi. Không biết mấy người làm như thế nào. Bởi vì không phải tôi đâu biết gửi điện thư, quý vị biết mà. Tôi không thể vi tính, biết mà. Không phải tôi, không thể trách tôi vì không phải tôi. Tôi chỉ cho phép người châu Âu thôi. Ồ. Rồi họ hỏi tôi là mấy người khác có thể tới được không, thì tôi nói có lẽ sau này, có lẽ sau này có nghĩa là không biết khi nào. Bởi vì tôi nghĩ chỉ đến cuối tuần thôi, vì có một nhóm đồng tu vô cùng thành tâm và làm tôi động lòng nên tôi tới vì họ. Và rồi tôi nghĩ thôi nhân tiện, nếu tôi ở tới cuối tuần thì người châu Âu ở gần hơn, họ có thể tới mau lẹ. Nếu họ may mắn, họ sẽ gặp kịp tôi. Bây giờ quý vị từ khắp nơi tới đây thì tôi phải ở lại thôi. Chỉ là khó tổ chức. Rồi bị lạc đủ thứ. Thứ nhất, nếu đi xe lửa cũng tốn tương tự hoặc hơn. Nhưng xe lửa thì nhanh hơn. 5 tiếng gì đó. Bằng xe buýt thì 10 tiếng. Nhưng rồi tôi rất lo là chúng ta sẽ bị lạc. Quá nhiều xe buýt. Rồi căn nhà này, quý vị lại chưa tới bao giờ. Không ai biết nó nằm ở đâu. Nên tôi không thể sắp đặt một người trên một xe buýt. Lỡ quý vị bị lạc. Vì quý vị nói đủ loại ngôn ngữ. Rất khó để thông dịch trên xe buýt. Rồi tôi nghĩ, tối qua tôi tưởng tượng nếu chúng ta đi 10 xe buýt mỗi giờ, tôi sẽ đổi sang một xe. Rồi tôi sẽ kể chuyện trên xe buýt. Thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho tôi.
Nhưng không dễ mà có được quá nhiều xe buýt cùng một lúc như vậy. Rồi chúng ta cũng phải trả rất nhiều tiền nữa. Mình chỉ phải tổ chức nhiều hơn. Như có người đề nghị là vào ban đêm. Chúng ta đeo tai nghe vô. Tôi không phải như máy tự động mà khi quý vị bỏ tiền vào máy là tôi tới lúc 2 giờ chiều. Tự động nói đến 4 giờ chiều thì kết thúc. Hiểu ý tôi không? Tôi không thể. Tôi cũng phải thiền nữa. Tôi phải tổ chức nhiều thứ thuộc phương diện tâm linh, phương diện linh hồn, phương diện tinh thần, phương diện tình cảm, cũng như phương diện vật chất nữa. Đúng vậy. Tôi phải lo sắp xếp quý vị ở đâu và làm những gì, đủ thứ việc. Như tối hôm qua, tôi thấy nhiều người tới quá, và nếu có người tới thêm nữa thì không tốt. Dĩ nhiên, quý vị chịu được và rất kiên nhẫn, tôi cảm kích điều đó. Nhưng quý vị là khách, tôi muốn quý vị thoải mái hơn. Nên chúng tôi vẫn đang tìm chỗ mới, và họ có một vài chỗ đây, nếu không được cũng không quan trọng. Cứ phải chịu đựng thôi. Chúng ta chịu khổ trong vài tháng đầu, vài tuần hoặc vài năm, tới khi tất cả đều được giải quyết, như ở đây vậy. Không có gì có thể xảy ra. Không có gì hơn có thể xảy ra. Cho nên nếu chỗ đó tốt, thì mình có thể mua chỗ đó. Chỉ cần mình phải sống, có lẽ đơn giản hơn. Họ có khoảng 3.000 thước vuông, dùng ngay được. Cho tới khi mình kiếm chỗ nào có lẽ tốt hơn nếu mình cần rộng hơn hoặc tương tự như vậy. Nhưng hiện giờ nó vẫn tốt hơn chỗ này vì rộng hơn. Nên có thể để đó là nơi cắm trại nếu có thể mua và tôi được biết là người chủ ăn thuần chay. Rồi bà nói có thể còn giảm giá thêm cho chúng ta. Nhưng tôi nói không sao. Không có vấn đề gì to tát. Chúng ta sẽ trả số tiền mà bà đòi, không cần cả giá hay gì hết. Nếu bà muốn, bà có thể tự giảm. Chứ mình không đòi hỏi ân huệ gì. Vì bà cũng phải có lời để sống sau khi bán trại. Nên hy vọng chúng ta có thể mua khu đó. Tôi còn chưa biết ra sao nữa. Chỉ nghe kể lại thôi. Không xa bờ biển cho lắm. Cuối miếng đất là kế bờ biển. Nhưng nếu ở phía đầu kia, thì có lẽ mất nửa tiếng mới tới bờ biển hoặc 10, 15 phút còn tùy. Rất gần bờ biển. Và nếu thỉnh thoảng quý vị cũng muốn đi ra bãi biển, thì có thể đi được. Không phải, không thể nào nửa tiếng, quá lâu. Không, không thể nào. Có lẽ 20 phút. Tôi mua quần áo ở đó hoài. Bởi vì rất rẻ và thoải mái. Màu đất và màu xám. Xuất xứ tại Trung Quốc. Rất hợp với tôi. Có thể mặc ở nhà, ngủ cũng được. Bởi vì không có dây thắt lưng hoặc mấy thứ như vậy. Tôi thấy thích hợp. Vì người Tàu bán những thứ cỡ nhỏ hơn, hiểu không? Vừa với tôi. Tôi là khách hàng quen thuộc. Họ cũng có. Đó là một khu nhỏ nhưng rất sầm uất. Thậm chí có cả quán ăn. Và người ta có thể tới đó ăn bao nhiêu tùy thích rồi họ trả tiền. Có lần tôi tới đó chỉ để xem coi nơi nào đó và tôi chỉ ăn được chút bánh mì thuần chay và dưa hấu bấy nhiêu thôi. Đó là món thuần chay duy nhất mà tôi thấy ở đó cộng với nước. Có lẽ địa điểm tiềm năng cũng tốt. Có một khách sạn khác ở Hungary với 60 phòng. Vậy không đủ chỗ? Không, không, không đủ. Miếng đất rộng, vậy tốt. Có phòng hội họp, hồ bơi và có tòa nhà ngoài trời nên không vấn đề gì mình có thể sửa sang. Có điều 60 phòng tôi nghĩ không đủ, đúng không? 60 phòng chẳng ăn nhầm gì, ngoại trừ họ nói. Tọa lạc bên phía Phật. Bởi vì là thành phố Budapest. Nên họ nói một bên là Phật, bên kia là sâu bọ. Chúng ta không thích sâu bọ. Nên họ nói là ở bên phía Phật. Nhưng cũng tốt, cũng tốt. Chỉ có điều không có láng giềng kế bên và lại gần thành phố, đi xe buýt 20 phút không đến nỗi nào. Có điều 60 phòng thì không đủ. Chúng ta có thể chỉ dùng làm nơi đi vệ sinh.
rồi mình cắm trại nếu được phép. Nhưng nơi đó trên đồi thì không biết mình có bao nhiêu đất đai. Nhiều khi 100.000 thước vuông. Nhưng ở trên đồi thì không dùng được gì nhiều. Nhưng có lẽ chỉ 10.000 thước vuông. Đất bằng thì dễ dàng hơn. Có lẽ mình sẽ chọn nơi đất cắm trại trước, ở gần đây. Không quá nhiều rắc rối di chuyển, giá cả phải chăng. Và tôi ở đó ngay tại cổng với mấy dải ri băng màu vàng. Phong cảnh tuyệt đẹp, phương tiện tuyệt hảo, như là để cho mua sắm và nhiều thứ hiếm thấy, như quà gia trì cho quý vị và những thứ như vậy, thì cũng tốt. Chứ Hungary thì có lẽ không tốt. Hồi đó họ thuê cho việc truyền tâm ấn, họ chỉ mướn có một lần. Rất tốt. Tôi thích chúng ta ở quanh, nơi gần biển hơn. Không biết sao, có lý do gì đó tôi thích vậy, thích biển. Có nhiều nơi mà tôi mua đều rất gần biển, hoặc ngay trước mặt biển. Tôi cảm thấy thoáng đãng, ít áp lực sau đó. Tôi không đi ra bãi biển, nhưng nếu tôi biết biển gần bên, thế là đủ rồi. Không có thời giờ ra bãi biển, nhưng tôi biết nếu muốn ra biển thì có thể đi. Đó là sự khác biệt. Và nếu muốn, quý vị có thể đi bơi một chút hoặc gì đó, kết hợp nghỉ hè với công tác. Công tác thiên đàng nghiêm túc và thú vui trần thế. Tôi thích vậy. Nhiều năm qua tôi luôn luôn tìm một nơi rộng rãi trên bãi biển, nhưng không dễ tìm. Xém chút nữa là kiếm được một nơi. Có lần tôi tìm được ở Mexico, nhưng rồi chiếu kháng của tôi hết hạn, chỉ có một tháng. Tôi đã nghĩ tới quý vị, nếu mọi người tới được có một tháng, thì bất tiện quá. Giả sử quý vị muốn ở lại 3 tháng thì nhiều quá. Họ nói quý vị có thể gia hạn này kia, nhưng tôi thích không phải làm quá nhiều thủ tục hành chánh. Rồi tôi tìm thấy một nơi nhưng đất đai cũng nhỏ quá. Giờ tôi nghĩ lại thì thấy quá nhỏ. Ở bờ biển thì mình không thể mua đất đai rộng lớn được. Rồi họ bảo tôi có một chỗ khác lớn hơn, nhưng lúc đó tôi không thể trả nổi. Nên quý vị thấy đó. Thôi được, cái này gần bên. Và họ có hòn đảo. Họ có nhiều đảo. Đáng lẽ tôi sống trên đảo. Lúc nào tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Ngay cả Ý cũng hầu như là đảo. Và Tây Ban Nha cũng vậy. Tôi cảm thấy khỏe khi sống tại những quốc gia này. Tôi là láng giềng tốt. Thật vậy, ai biết được đều nghĩ tôi là láng giềng rất tốt. Tôi không lợi dụng ai hết. Trước đó có vài nhóm khác muốn mướn chỗ chúng ta để làm gì đó. Tôi nói cho họ dùng miễn phí. Họ không phải trả tiền mướn chi hết. Họ tới tổ chức hội nghị dài bao lâu cũng được. Và nếu có thể, quý vị mang thức ăn, nấu cho họ ăn. Và không lấy tiền chi hết. Thấy không, tôi thật sự là láng giềng tốt. Tôi nhìn vào gương và tự biết mình tốt. Nhưng không biết tại sao, không phải đẹp người mà đẹp nết. Gương nói dối tôi. Có kể quý vị rồi, gương nói là tôi trẻ đẹp. Tôi nói không đúng, ta biết mà. Khi đi ra ngoài và nhìn dưới ánh sáng mặt trời, thì thấy khác với trong phòng tắm. Sư phụ đẹp lắm ạ. Đa số các phòng mà họ dành cho tôi đều quá tối. Phòng tắm tối thui. Và nếu mở cửa thì người ta nhìn thấy tôi nên phải đóng lại. Và nó tối thui, còn ánh sáng thì không đủ. Và nếu sáng quá, làm nước mắt chảy ròng ròng. Rồi làm phấn son trôi hết. Nên tôi không biết phấn son có đều màu không. Tôi không quan tâm quý vị nói gì, thoa chút đỉnh lên vậy thôi. Sư phụ đẹp lắm. Chà, chúng ta có nhiều đảo ở đây. Tôi phải dành thời giờ để xem. Trong vùng này tôi đã bảo họ liên lạc với bà ta để đi xem. Rồi tôi có thể bảo quý vị là xong rồi. Ngay bây giờ tôi chưa biết, mới biết thôi. Ý nói là một tiếng
trước thôi. Chỉ muốn cho quý vị biết để ra quý vị có chút hy vọng. Ồ, mình cũng có một phi trường nữa. Chà. Cách trung tâm Madrid 200 cây số. Ciudad Real, thành phố ở Tây Ban Nha. Thủ đô của tỉnh Ciudad Real có 75.000 dân số. Cũng có đường xe lửa cao tốc. Một nhà ga 28.000 dặm vuông, thiết kế cho 5 triệu hành khách mỗi năm. Hay quá. Đã được dùng trong 3 năm nhưng bị bỏ hoang từ năm 2012 nên các phương tiện hãy còn rất tốt. Bản đồ Google nói rằng không có hồ lớn gần đó nhưng dường như có thấy hai cái ao lớn hoặc những hồ nhỏ ngay bên cạnh phi trường. Họ đòi bán với giá 100 triệu Âu Kim, rồi hạ xuống còn 80 triệu, rồi 40 triệu. Tất cả đều không bán được. Bây giờ không có giá thấp nhất nữa. Và từ bài đăng trên mạng dưới đây có vẻ như nơi đó sẽ bán đấu giá yên lặng. Chà, có nhiều quá. Chúng ta có nhiều hy vọng. Có một nơi khác, Camboroso. Cái này họ mô tả với tôi về phòng ốc và các thứ. Dùng được ngay. Tốt. Hy vọng có nhiều cây cối. Đó là điều duy nhất. Để quý vị văn võng, treo mùng và dựng lều. Nhà không quan trọng đối với tôi. Miễn là có đủ phòng vệ sinh, phòng tắm là được. Thì không cần biết về căn nhà ra sao. Đã có đó thì cứ tiếp tục giữ lại dùng. Có điện, có địa chỉ chính thức. Không bao giờ có nhà nào mà lớn đủ cho tất cả quý vị. Không bao giờ. Chắc phải như quảng trường Thánh Peter bên Ý. Người ta tới đó với dù và áo mưa. Họ tới mỗi Chủ nhật. Có lẽ chúng ta phải làm giống vậy. Nếu chúng ta có một chỗ thì quý vị phải tới mỗi Chủ nhật, mang theo áo mưa và dù. Và tôi đứng trên ban công nói chuyện 10 phút cho tới 10 tiếng, rồi quý vị về nhà. Đó là hệ thống tốt nhất. Quý vị không biết đó thôi. Rồi tôi không phải lo về bất cứ gì hết. Không phải xây nhà, không phải xây phòng vệ sinh, không gì hết. Tôi không biết họ làm gì ở quảng trường Thánh Peter nữa. Không có phòng vệ sinh ở đó phải không? Có phòng vệ sinh công cộng nào bên ngoài không? Tôi không nghĩ vậy. Quá nhiều người. Chỉ là một quảng trường vuông vắng, cái đó tốt rồi, có ban công cao, tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi. Quảng trường vuông vắng, rộng lớn, bằng phẳng, trống trải và ban công cao. Rồi tôi đi ra, chào. Quý vị có thấy tôi không? Chỉ một lần vào Chủ nhật, rồi không ai nói chi hết, tôi nghĩ vậy. Nhưng mấy người cứ muốn ở lại và ở lại thêm thôi. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta đọc truyện dài hay truyện ngắn đây? Dạ, truyện dài. Truyện dài. Quý vị không cần đi vệ sinh hay gì sao? Dạ không. Đã 4 giờ rồi. Đáng lẽ phải đi ăn chứ. Dạ không. Okay. I tell the short story. Vậy tôi kể truyện ngắn. And then maybe evening. Rồi có lẽ buổi tối tomorrow, hoặc ngày mai kể nữa. Tonight. Vậy nha. According to Buddhism, dựa theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, when you read sutras, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương, dâng hoa, bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm ơn chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chai hay miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng ta làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Ta nói, nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai,
Tôi xin nhận lấy tất cả, để ít ra người khác khi họ nghe tới danh hiệu của Phật, thì họ cũng được lợi ích, theo như kinh điển đã nói. Quý vị muốn truyện về Phật hay là truyện về một người mà tại sao anh ta không chết? Cá lớn nuốt anh, nhưng anh không chết trong bụng cá. Muốn truyện đó không? Dạ muốn. Đó là vì anh giữ giới không sát sinh, không bạo động, không hại chúng sinh khác, nên thậm chí con cá nuốt anh khi anh còn là một đứa bé sơ sinh, mà anh cũng không chết dù ở trong bụng cá nhiều giờ. Tôi sẽ đọc tiếp. Chính tôi được nghe, cũng từ A Nan nữa. Một lần Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại tỉnh Xá Trúc Lâm, không phải vườn lát vàng ngày hôm qua, ở quốc gia khác. Nước ấy có quan phụ tướng, như là quan phụ cho tể tướng của nước đó, nhà rất giàu sang, nhưng không có con. Không có con trai nào. Thời xưa đàn ông con trai quan trọng, còn phụ nữ không là gì hết. Cho nên đừng bao giờ tái sinh vào thời xưa nữa nha. Ngày nay ít nhiều gì, chúng ta cũng bình đẳng hơn. Tại vùng đó có một đền thờ. Họ thờ một vị thần, không phải thượng đế tối cao. Người dân quanh miền ấy rất tin sùng vị thần này. Họ thường đến lễ bái, cầu sao được vậy. Hay tin thần linh thiêng, nên quan phụ tướng tới đền làm lễ. Ông quỳ xuống trước bàn thờ và vái. Ông vái rằng, thưa thần, tôi chưa có con trai, nghe biết thần công đức vô lượng, ban tất cả điều ước, ai cần gì cũng được như ý nguyện. Vậy tôi tới đây cầu xin thần, năm nay xin quý tử, nếu được như lời nguyện, tôi sẽ lấy vàng bạc để điểm tô thân ngài, nếu không linh ứng, tôi sẽ phá miếu và lấy phân trát vào mình ngài. Vào thân tượng đó. Quan phụ tướng vái xong, lễ tạ ra về. Khi đó thần giám điện nghe xong toát mồ hôi, như sau một buổi lao động nặng nhọc. Ông thầm nghĩ rằng, chào ơi, người này hào phú, thế lực hùng cường, tới đây cầu xin quý tử, ta thiếu đức làm sao cho đặng. Đây là ông thần vô hình khác. Thần này giữ nhiệm vụ coi đền. Còn vị thần thật sự là Mani Bạc La, một vị khác.
Thần giám điện nói, nếu không giúp được hắn thì hắn sẽ làm ô nhục. Nghĩ rồi lên tàu với thần Mani Bạc La. Kính tàu thần, tôi có nhiệm vụ trông coi đền. Nhưng hôm qua, quan phụ tướng nước La Duyệt Kỳ đến nói rằng, xin thần cho xin quý tử, nếu không linh ứng sẽ phá hết mọi thứ. Nếu được như lời nguyện thì ông ta sẽ đem vàng bạc đá quý điểm tô thân ngài, tượng của ngài. Việc đó hạ thần bất lực. Xin thần chỉ giáo cho. Nghe xong, thần Mani Bạc La lên tàu với một vị thần cao hơn để xin được chỉ giáo. Ôi trời ơi, tôi đoán lúc bấy giờ có chuyện gì vậy? Tôi đoán lúc bấy giờ tất cả dân chúng họ biết hỏi điều gì. Họ không hỏi những điều không thể làm được như thế, nên họ mới cầu gì được nấy. Xin cho con gái tôi lấy được chàng trai đó hay bất cứ gì. Hoặc xin cho con 2.000 Âu Kim để con đi dự bế quan. Hay là có lẽ bằng cách nào đó, tìm cách cho con kiếm số tiền này chẳng hạn. Một số chuyện nhỏ dễ đáp ứng. Nhưng cái này là khác. Có con hay không thì đã được ghi trên các tinh tú, đó là số mệnh của mình, là có con hay không có con. Nên điều này ngoài lực lượng của họ, do đó vị thần sợ hãi. Nên ông đi lên, gặp vị thần ở đẳng cấp cao hơn. Tên là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, có lẽ là một vị thần Atula. Một trong các thiên vương nhỏ hơn địa phương, thiên vương Atula, Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói, ồ, ta cũng bất lực. Việc này để ta lên tàu vua Đế Thích. Vua Đế Thích được coi như là thiên đế của đẳng cấp Atula. Ta phải lên đó. Nói rồi, ông ta bay lên cung trời Đao Lợi, quỳ xuống tàu hết mọi chuyện tường tận cho vua Đế Thích nghe. Lặp lại nữa, tôi không phải đọc lại. Thế rồi vua Đế Thích tìm kiếm trong máy vi tính của ngài và thấy có một người ở cõi Atula sắp tận số. Nên ngài nói, đừng lo, ta sẽ lo liệu cho. Rồi ngài gọi người đó tới, chúng sinh Atula đó tới, và ngài nói, ta xem trong máy vi tính thấy khanh sắp tới ngài mệnh hết. Hiện nay quan phụ tướng ở thành Vương Xá đương cầu tự. Vậy sau khi khanh mệnh chung thì thác sinh vào nhà đó, vào nhà quan phụ tướng làm con trai, chịu hay không? Dĩ nhiên, trong nhà đó khanh sẽ có vinh hoa phú quý và không thiếu bất cứ gì, chịu không? Dĩ nhiên, anh ta chịu chứ hả? Chứ biết làm gì khác đây. Nếu chết thì gia đình giàu, quyền quý tốt hơn cho anh, đúng không? Bởi vì không nhất thiết là mình có thể đáp ứng điều đó. Nhưng vì trường hợp đặc biệt, cho nên vua Đế Thích giao cho anh, xin vào gia đình giàu sang, quyền quý đó. Tốt, tốt. Nhưng rồi người này tâu với vua Đế Thích rằng, kính tàu thiên đế, của cải quyền lực thường hay mê hoặc lòng người, làm mình đắm chìm trong thoải mái ảo tưởng của cõi đời tạm bợ. Vì vinh hoa quyền quý
mà khiến bao người sa xuống hố sâu, thậm chí sa xuống địa ngục. Nên ý định của Hạ Thần là muốn sinh vào nhà thường dân để dễ bề xuất gia tu đạo. Hầu thoát khỏi sự vô thường của cuộc đời, thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, là hơn nhất. Xin bệ hạ tha thứ. Rồi vua Đế Thích nói, không đâu, đừng lo, đừng lo. Khanh hãy nghe ta, xin vào nhà đó, rồi ta sẽ luôn giúp đỡ, gia hộ cho Khanh. Ta sẽ nhắc nhở Khanh và sẽ không để Khanh sa ngã. Người sắp chết đáp rằng, dạ, môn tâu bệ hạ, lời thánh chỉ Hạ Thần không dám trái. Nhưng xin bệ hạ luôn luôn theo dõi Hạ Thần, bởi vì trong thế giới Ta Bà rất dễ bị lầm lạc, dễ quên những gì mà Hạ Thần muốn làm trong đời sống tâm linh. Vậy khẩn khoản xin Ngài luôn luôn trong chừng Hạ Thần, cứu giúp hỗ trợ và nâng Hạ Thần dậy mỗi khi Hạ Thần vấp ngã. Bằng không, nếu xuống đó kẻo sợ tham phú quý quyền lực mà quên mất đại nguyện. Nên vua Đế Thích mới nói, ta hứa. Nói xong, lễ tạ ra về. Vài ngày sau anh ta chết, từ cõi Atula xuống trần gian. Thần hồn thác thai vào nhà quan phụ tướng. Xin lỗi, rất khó cho tôi thông dịch. Từ tiếng Âu Lạc Việt Nam sang tiếng Anh. Đoạn này nói đến phu nhân của phụ tướng. Sau ngày cầu tự, trở về không bao lâu, bà đã có thai. Rồi sinh được cậu con trai đẹp, đầy đủ tướng đức, mặt mày khôi ngô, tuấn tú. Ông bà yêu quý lắm. Từ khi sinh cậu ra đời, trong nhà thấy nhiều điểm ứng cát tường. Ai cũng chăm sóc cho cậu chu toàn. Cho nên cha mẹ cậu cảm thấy muốn biết những gì đang xảy ra, tại sao bao nhiêu điều cát tường xảy ra trong nhà kể từ khi cậu ra đời. Nên ông bà mời thầy đến xem tướng cho cậu. Rồi dựa vào đó, nhờ đặt tên giùm một tên thích hợp cho cậu quý tử như thế. Thầy tướng đến hỏi, cái gì đã xảy ra? Và họ kể hết sự tình cho ông nghe. Rồi ông đặt tên cho cậu Hằng Gia Đạt. Tên này rất tốt lành, nghĩa là cậu luôn luôn đạt được những gì mình muốn. Đúng vậy, và rồi một mai khôn lớn, trở thành người rất đặc biệt. Rất thông minh, học hành thông sáng. Nhưng có một điểm về con của ông bà là cầu ham học đạo, cầu pháp. Như học với Đức Phật chẳng hạn. Rồi cậu được thấm nhuần đạo lý.
Thấy đời không có gì vững chắc, như mây trôi, như bọt nổi. Đến từ chỗ không, trở về chỗ không, nên cậu sẽ xuất gia tu đạo để cầu giải thoát. Thế thôi. Rồi một ngày, thật sự khi cậu không lớn, cậu tới quỳ trước mặt cha mẹ, tâu với ông bà phụ tướng rằng, kính lại song thân, con muốn đi xuất gia. Họ hỏi cậu tại sao, cậu nói bởi vì có được thân này. Thân người đã cực kỳ khó vô cùng, mà được gặp Phật tại thế lại càng khó, hiếm hơn nữa. Hiện nay Đức Phật ra đời, mục đích cứu người thoát khỏi vòng sinh tử, trầm luân khổ ải. Vậy, xin song thân cho con đi xuất gia tu đạo. Cha mẹ cậu đáp, con ơi, việc tu đạo cũng tốt, nhưng con cực khổ làm chi? Cuộc sống xuất gia không thoải mái đâu. Con chỉ có một, hai bộ quần áo, một bình bát để đi khất thực ngoài đường mà thôi, như người vô gia cư nghèo đói. Mưa nắng, chẳng ai lo cho con. Cha làm quan phụ tướng, quyền cao, chức trọng. Sao con không ở nhà? Cha mẹ chỉ có mỗi mình con thôi. Con mà đi xuất gia, thì tiền bạc của cải quyền lực này biết để cho ai đây? Và nhất là cha mẹ già, sớm hôm vò vỏ, lấy ai mà trông cậy săn sóc? Con đừng nên làm vậy. Nên đứa con Hằng Gia Đạt thấy ông bà không đồng ý với ý nguyện của mình, bèn lễ tạ lui ra. Kể từ đó, ngày đêm âu sầu buồn bã, tâm trạng phiền não, rồi tự nghĩ rằng, nếu ta tự sát thân này đi, giết thân thể phàm phu này đi, rồi sinh vào nhà nghèo thường dân, thì ta sẽ đạt được chí nguyện xuất gia của ta. Rồi nghĩ rồi một mình ra đi lên ngọn núi cao, gieo mình xuống cho chết. Nhưng lại không chết. Thân thể vẫn còn toàn vẹn, không xây xát chút nào. Rồi sau đó cậu ra sông, nhảy xuống sông để tự vẫn. Nhưng nhảy xuống không chìm. Thân thể cậu cứ nổi trên mặt nước, ở một chỗ không trôi đi đâu hết, không chìm. Nên cũng không chết được. Sau đó cậu về nhà, lấy thuốc độc uống, xong cũng không chết. Rồi tìm đủ mọi cách khác để tự vẫn, nhưng không được, không thành công, vẫn còn sống. Sau đó cậu nghĩ ra kế phạm quốc pháp, cho vua giết, thì cậu không thể thoát được. Nghĩ như thế, nên một hôm cậu đợi hoàng hậu và cung phi mỹ nữ của nhà vua xuất hiện giữa vườn thượng uyển, đến chỗ vòi phun nước để tắm. Cậu bèn lẻn vào trộm quần áo, trang sức, rồi hiên ngang bước ra.
Anh ta lẻn vào, trộm mà lại đi ra khơi khơi với quần áo trang sức của hoàng hậu và mỹ nữ. Và dĩ nhiên quan môn giám bắt cậu lại. Và tâu vua A Xà Thế. Nhà vua nổi giận. Sai người đem ra pháp trường, xử trảm. Để giết chết anh ta. Thoạt đầu, sai người dương cung bắn. Mỗi khi bắn, tên chỉ rơi xuống đất. Rồi nó không, tên không những rơi xuống đất, mà còn quay ngược trở lại nhà vua. Không hại nhà vua, chỉ rơi xuống đất trước mặt vua. Kiểu như là cảnh cáo. Nhà vua chột dạ. Hỏi rằng, nhà ngươi là ai? Nhà ngươi là bộ thiên, bộ long, hay quỷ thần? Mà có phép lạ như vậy? Người con trai bèn nói, tâu bệ hạ, tôi có một việc riêng. Nếu bệ hạ giúp được tôi, thì tôi xin nói. Nhà vua hỏi, được, ngươi có việc gì cứ nói, nếu ta giúp được thì ta sẽ giúp. Bởi vì bây giờ nhà vua, tôi nghĩ nhà vua nhận ra anh chàng này không phải người thường. Nên cậu nói, tâu bệ hạ, tôi chẳng phải là thiên long, quỷ thần chi hết. Tôi chính là con quan phụ tướng bản triều. Vì muốn xuất gia, tu học theo Phật, mà cha mẹ tôi không cho, nên tôi muốn chết để sinh vào gia đình dễ hơn, gia đình bình thường, cho toại nguyện vọng ấy. Vì tôi thật sự không quan tâm đến cuộc đời này hoặc bản chất vô thường của thế gian này. Nhưng tôi đã thử nhiều cách. Vừa rồi tôi lên núi, nhảy từ trên cao xuống mà không chết. Gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm, nhảy xuống sông mà cũng không chết. Rồi uống thuốc độc, nhưng vẫn không chết. Tôi đã làm rất nhiều thứ mà vẫn không chết được, nên tôi nghĩ chỉ còn có kế duy nhất này, tôi mới chết được. Vì nếu tôi phạm luật pháp, thì nhà vua sẽ xử tử tôi. Đây là chuyện tệ nhất mà mình có thể làm, là đi lấy quần áo và nữ trang của hoàng hậu. Nội cơn ghen thôi cũng đủ giết anh ta rồi, chứ chưa nói gì tới luật pháp. Sự thể là như vậy. Kính xin bệ hạ lượng thương, truyền lệnh cho cha mẹ tôi để tôi được xuất gia tu đạo. Vua mới nói, việc ấy không khó, không có chi đâu. Ta sẽ bảo quan phụ tướng cho. Sau một thời gian, anh ta, bởi vì chính nhà vua cũng là đệ tử của Phật, thành ra quá dễ dàng. Nhưng đệ tử của Phật gì mà lại muốn giết người khác chỉ vì người đó đánh cắp quần áo của vợ mình? Hỏi tôi đi. Thôi đừng hỏi. Bởi vì quý vị biết câu trả lời của tôi rồi. Thôi được. Một ngày nọ, nhân buổi đi thính pháp, nhà vua dẫn cậu đến chốn Phật. Tới nơi làm lễ xong, nhà vua trình bày ý nguyện của cậu này cho Phật nghe. Vua dẫn cậu đi theo và bạch Phật về ý nguyện của cậu, rồi Phật nhận cậu ngay lập tức. Cuối cùng cậu thành người xuất gia. Sau khi Đức Phật truyền tâm ấn cho anh, dạy anh nhiều điều, ngũ giới, rồi anh trở thành A-la-hán. Thấy thế, vua A-xà-thế quỳ xuống trước mặt Phật và bạch với Phật rằng,
xin chỉ giáo cho ông biết. Cậu con trai của quan phụ tướng đã trồng nhân lành gì, qua bao nhiêu kiếp mà gieo mình từ trên núi xuống, lại không chết, nhảy xuống sông không chìm, nhảy xuống vực thẳm không bị gãy xương, không trầy xước gì hết, uống thuốc độc không chết, tên bắn không xuyên qua người. Bây giờ lại còn có công đức lớn được gặp Thế Tôn và thành đệ tử của Ngài, rồi còn thành A-la-hán nữa, nghĩa là giải thoát vĩnh viễn khỏi luân hồi sinh tử. Phật dạy, cách đây đời quá khứ đã vô số kiếp, có một nước lớn tên là Ba La Nại. Vua nước ấy là Phạm Ma Đạt. Một hôm đưa hoàng hậu và mỹ nữ trong cung vào rừng dã ngoại. Thưởng thức những khúc đàn hay. Họ uống rượu, ăn thịt rất vui. Đường lúc nghe các mỹ nữ, các tiếng hát, dạo đàn, thì bên ngoài bìa rừng, có người cất tiếng họa lại. Nhà vua nghe thấy vô cùng nổi giận, sai người bắt đem đi xử tử. Vừa lúc ông quan đại thần đi chơi về bắt gặp, ông hỏi họ rằng, ồ, tại sao các ngươi lại muốn giết người này? Người này tội gì? Lính trong đội hành hình trả lời, dạ bẩm quan lớn, người này bị tội họa lại giọng hát các mỹ nữ của vua. Ôi chao ơi, tội lỗi quá chừng. Nói rồi, vua gì mà như vậy? Tối qua tôi kể quý vị nghe những vị minh quân thời xưa rất tốt, nhưng không phải tất cả đều tốt. Chỉ có Phật khi Ngài làm vua là tốt thôi, nhưng cũng có một số vị vua tốt, cho nên đây là ông vua mà mình không nên như vậy. Giả sử quý vị trở thành vua thì đừng như vậy, hiểu chưa? Rồi. Nghe xong, ông thầm nghĩ, chà, có vậy mà cũng giết người. Ông nghĩ như thế về nhà vua. Ông nói, thật là vô lý quá. Hãy yên đó, khoan đã, để ta vào tâu vua đã. Ông vào tâu rằng, tâu bệ hạ, kẻ kia chưa phạm đến tội chết. Hắn không phạm tội mà đáng tử hình, vì chưa có gì nặng lắm. Tuy có họa lại tiếng, nhưng hắn chưa nhìn thấy các mỹ nữ. Và cũng không có hành động sàm sỡ hoặc bất cứ liên hệ nào. Cúi xin bệ hạ tha cho hắn tội chết. Nghe nói vậy, nhà vua cảm thấy, ồ, được, có lý. Rồi nhà vua ra lệnh thả anh ta ra. Muốn đền đáp ân cao cả của quan đại thần, từ đó anh ta đến hầu hạ phụng sự một cách tôn kính trong nhiều năm, giữ một lòng trung thành, thương yêu, kính trọng trước sau như một. Rồi một ngày nọ, anh thầm nghĩ như vậy. Sự dâm dục, giết người ta hơn dao kiếm sắt.
Trước đây ta suýt chết. Cũng do khởi lên lòng dục vọng. Tôi đoán là anh ta không biết đó là mỹ nữ của nhà vua, vì anh không thấy họ. Anh chỉ muốn như là quyến rũ họ, hay là bày tỏ lòng ham mê bằng cách hát lên. Đó là lý do nhà vua muốn giết anh. Nếu biết đó là mỹ nữ của nhà vua, có lẽ anh không dám mở miệng đâu, mà sẽ lấy băng keo dán miệng lại rồi bỏ đi thôi. Bởi vì thời đó, vua có quyền lực tuyệt đối. Nếu muốn giết ai là giết, không cần biết lý do gì. Chết, thế thôi. Không có luật sư, không có gì có thể giúp mình được. Cho nên sau khi nghĩ vậy, anh thưa với quan đại thần rằng, kính thưa ông, tôi nghĩ rằng sinh tử thật vô thường, chóng vánh. Nó xảy ra với bất cứ ai, nhanh như chớp nhoáng trên bầu trời, trong ngày mưa bão, như ngọn đèn trước gió, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Nó biến mất quá nhanh như vậy. Nay còn, mai mất. Sớm có, chiều không. Thân này chẳng bao lâu sẽ vào cửa tử. Vì vậy, xin ông cho tôi đi tầm đạo giải thoát. Quan đại thần nói, à, được chứ, việc ấy tốt quá, tốt lắm, ý kiến hay, suy nghĩ chín chắn. Tốt lắm. Nếu học đạo thành công rồi, thì trở lại đây cho ta gặp mặt một lần nữa. Nói rồi, anh bắt đầu lên núi tu học. Một thân một mình, chuyên tâm suy ngẫm đạo lý. Tất cả bản chất vô thường của thế gian. Không bao lâu tự nhiên khai ngộ. Anh biết về chân lý và trở thành Bích Chi Phật. Đại khái vậy, tôi nghĩ tiếng Phạn có nghĩa là một người tự khai ngộ. Vì thật sự muốn giải thoát và thật sự quán tưởng ngày đêm về bản chất vô thường của cuộc đời, hiểu thấu nguồn chân. Thành ngôi Bích Chi Phật, đại khái vậy theo tiếng Phạn, có nghĩa là độc giác Phật. Alone Buddha, Sau khi thành độc giác Phật, anh giữ lời hứa trước đây, nên trở về gặp quan đại thần. Nhưng tôi đoán anh không trở về bằng xác thân, bởi vì ở đây nói, anh ta hiện ra trên bầu trời, biến hóa 18 phép thuật. Bay trên hư không, mình phun ra nước, lửa cùng một lúc. Hoặc phóng đại quang minh, chói lòa khắp trời đất. Quan đại thần nhìn thấy hóa thân của anh ta, trong lòng vô cùng vui mừng. Ông khấn rằng, kính lại Ngài, tôi có phúc duyên được cứu Ngài năm trước. Vậy xin cho tôi đời đời được vinh hoa phú quý cao đẹp hơn đời, và trí tuệ đức tướng của tôi cũng được như Ngài.
Nói tới đây, Đức Phật lại nhắc cho vua Asathe biết rằng nhà vua nên biết quan đại thần cứu sống một người thuở đó. Này chính là Hằng Gia Đạt. Ông ta chỉ cứu có một mạng sống bởi duyên lành ấy. Mà sinh vào nơi đâu, anh ta cũng không bị chết yểu. Hiểu ý tôi không? Không chết sớm có nghĩa là anh sống một đời trường thọ và mạnh khỏe. Và cũng do phúc duyên ấy mà nay được gặp ta và thành đệ tử xuất gia. Chỉ cứu có một người. Nghe Phật nói xong, tất cả mọi người trong Pháp hội, người xuất gia, tại gia, ai nấy đều vui mừng và vững tin nơi Đức Phật nhiều hơn. Đồng thời giữ giới, không sát sinh, không bạo động. Hết truyện. Hay ha. À, xin lỗi, đó không phải là truyện cá nuốt. Truyện tương tự, tưởng đâu là truyện đó chứ. Còn một truyện nữa. Khi em bé sơ sinh, bị cá nuốt mà không chết, nhưng để lần khác đi ha. Tôi để quý vị ra ngoài nghỉ ngơi, rồi nói chuyện với nhau. Bởi vì lâu rồi quý vị không gặp nhau, tôi hiểu quý vị muốn nói với nhau mấy điều, trao đổi kinh nghiệm tu hành. Cũng được, nhưng đừng lớn tiếng quá. Rồi như loa phóng thanh ở đây. Chắc ban ngày không sao, chỉ ban đêm thôi. Ban đêm thì nên yên lặng. Ban ngày nói chuyện, nhưng cố gắng đừng nói lớn quá. Không cần nói quá lớn. Nếu ai thích quý vị, thì họ sẽ mở cả hai tai để nghe. Nếu quý vị thích ai, thì thậm chí không cần nói, chỉ cần nháy mắt thôi. Cái gì tôi cũng phải dạy quý vị ha. À, cô nói đi. Thưa sư phụ, con xin chia sẻ một tin vui với sư phụ. Trước khi con tới đây, con nhận được điện thư từ bạn con. À, họ là người Nepal. Nepal hả? Chính phủ Nepal. Họ muốn quyết định... Chính phủ quyết định hả? Quyết định hoặc đang nghĩ cách ngừng giết bò hàng năm. Giết bò để cúng tế, Thượng Đế. Cúng tế Thượng Đế. Ồ, ngừng là tốt, tốt lắm. Phải nên như vậy. Không nên giết hại bất cứ gì hết. Thậm chí không nên nuôi thú để lấy thịt. Bởi vì một số người có quan niệm rất buồn cười. Khi tôi bảo họ thì họ nói tôi chỉ nuôi bò thôi chứ đâu có giết. Nhưng họ bán bò cho lò sát sinh để lấy thịt. Có gì khác đâu. Thôi nhé, gặp quý vị sau. Tôi biết quý vị có rất nhiều chuyện để kể. Rồi nói mãi không hết. Và chúng ta phải có lẽ có nơi đó và nếu tốt hơn thì tôi sẽ ở lại lâu hơn. Rồi quý vị có thể tới rồi đi và kể tôi nghe đủ mọi chuyện. Muốn tới lúc nào thì tới, tôi ước như vậy, hy vọng như vậy. Rồi có lẽ sau này nếu chúng ta có đảo hay gì đó thì tất cả chúng ta đều yên lặng. Tất cả yên lặng, chỉ cười suốt đêm. Không nói, chỉ cười thôi. Ok, lát nữa gặp lại. Cảm ơn sư phụ. Và chúc ngon miệng nhé. Tôi biết tất cả quý vị đều biết về giới luật nhưng được nhắc nhở cũng tốt. Ôn lại lần nữa. Nhất là khi chuyện có thật thì nó hữu hiệu. Có kết quả như thế đó. Anand không nói dối. Đức Phật không nói dối. Dù được ghi lại trên 2.000 năm về trước, nhưng đó là chuyện thật. Được ghi lại dựa theo trí nhớ của Anand. Và ông là người xuất gia. Ông không nói dối. Quý vị biết mà.
được dịch từ tiếng Phạn, trực tiếp từ tuyển tập những truyện vào thời đó dịch ra tiếng Tàu. Rồi người Âu Lạc Việt Nam dịch ra tiếng Âu Lạc, và tôi thông dịch ra tiếng Anh. Tôi cố gắng hết sức, tuy rằng có một số lỗi văn phạm, hoặc tôi không thông dịch trôi chảy, hay là không nhã nhặn như tôi muốn. Nhưng tôi không phải là thông dịch viên tài ba lắm. Quý vị có sự thật, thế là đủ rồi. Đó mới là điều quan trọng. Không có chi. Không sao. Gặp sao nha. Con thương sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Thương cô. Thương sư phụ. Thương quý vị. Thương sư phụ. Thương tất cả quý vị. Tôi nghĩ chỉ cần một câu thôi. Mọi thứ khác không quan trọng. Tôi thương quý vị. Là mọi người đều hiểu. Người Tàu, người Âu Lạc Việt Nam. Bất cứ ai, đúng không? Tất cả đều hiểu những chữ đó. Hay, phải không? Dạ. Nếu lên xuống cầu thang thì nên cẩn thận, đừng vội vã, đừng nhảy chồm lên nhau, nắm chắc vào lan can. Tôi biết quý vị mạnh mẽ nhưng không bao giờ biết được, bởi vì tôi đã từng bị té và tự làm mình bị thương, vẫn còn sẹo nè. Nhưng tôi che lại rồi, sẹo ở chỗ đây. Lúc đó bị thương nặng, tôi bị sẹo trên hai chân và khắp nơi. Sẹo ở hai chân và các sẹo khác thì lành rồi, nhưng mặt thì không lành, vì sẹo sâu quá. Nhiều người chết vì té cầu thang. Cho nên tôi vẫn còn may mắn. Nhưng quý vị cẩn thận nha. Dạ, luôn luôn bảo nhau. Cầu thang. Nhiều khi mình sao lãng, rồi học một bậc, thế là xong đời.